34 năm trước tại Sierra Leone. Hefeco lúc đó mới 11 tuổi và không hiểu lý do vì sao người ta cứa dao lam vào âm vật của mình. Cô miêu tả mình đã bị dẫn vào rừng, trói lại và bịt mắt ra sao. Hai hay bốn người phụ nữ đè tôi xuống. Họ ép tôi dạng chân ra, rồi một người phụ nữ ngồi trên ngực tôi và bắt đầu cắt âm vật của tôi. Lúc đó tôi bắt đầu chống cự, gào thét, quằn quại với sức nặng của người phụ nữ kia, cố gắng tìm ai đó giúp mình, ai đó đến cứu tôi. Chị Cầu không thể quên những ngày tháng đau đớn cung cực và nhiều năm trời giàn vặt. Khi tôi tới Hoa Kỳ, tôi bắt đầu nghiên cứu, kể lại câu chuyện của mình. Đó là lúc mà tôi nhận ra sự tàn phá của hữu tục này. Nó không chỉ về khía cạnh tình dục, mà cả những chấn thương tâm lý mà hữu tục này gây ra giờ đây, cô sống tại Washington và đang ra sức vận động để chấm dứt thủ tục cắt âm vật tại Mỹ và Châu Phi. Chị Fulma Bay Amadu, một nhà nhân trùng học cũng sinh sống tại thủ đô Washington, bà thân chị cũng đến từ Sierra Leone và chị cũng từng bị cắt bao quy đầu nữ chứ không bị cắt âm vật. Lúc đó chị đã lớn và cắt bao quy đầu nữ là một nghi thức trưởng thành trong văn hóa Kono. Chị tin rằng những nhà vận động chống tục cắt âm vật nữ đang đe dọa nền văn hóa Phi Châu. Cách người ta thường diễn giải về các âm vật hoàn toàn không hợp lý, bởi hầu hết tất cả phụ nữ sẽ không ủng hộ thuật ngữ này. Họ không hiểu cách mà nền văn hóa của họ được thể hiện và cách mà tính dục của người phụ nữ được khắc họa bởi truyền thông, bởi vì nó thực tế không diễn ra như vậy trên thực địa. Nó là một tục lệ dẫn đến những hệ quả nghiêm trọng cho sức khỏe, các chuyên gia y tế tại nhiều trung tâm y tế hàng đầu tại Mỹ đều quan ngại về việc liệu bác sĩ Mỹ có được trang bị đầy đủ cả về mặt y tế lẫn văn hóa để có thể giúp những người phụ nữ bị cắt bao quy đầu phục hồi hay không. Đó là tháng thứ hai tôi làm việc với tư cách là bác sĩ nội trú. Có một người phụ nữ đi ti, Đông Phi tới để sinh con. Tôi gọi cho cấp trên và họ cũng không biết chuyện gì đang diễn ra. Rất nhiều bác sĩ không biết phải đối mặt với việc gì và không biết làm thế nào để xử lý những tình huống khẩn cấp này. Chính trải nghiệm này đã thôi thúc bác sĩ Ranit Mishori dạy cho các bác sĩ khác về tục cắt đầm vật, đặc biệt trong bối cảnh họ phải tiếp nhận thêm nhiều di dân đến từ châu Phi, châu Á và Trung Đông. Tục cắt đầm vật giờ đã bị 22 quốc gia châu Phi loại ra khỏi vòng pháp luật. Một lệnh cấm toàn quốc mới đây bị chặn lại bởi Tòa án Hoa Kỳ, nhưng gần một nửa số tiểu bang Mỹ vẫn cấm thực hành tập tục này.